Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định ngày 27 tháng 7 là ngày tri ân, hiếu nghĩa với những người con ưu tú vì nước, vì dân mà phải hy sinh, bị thương tật. Đảng, nhà nước phải có trách nhiệm đền đáp công ơn của họ. Tổ quốc ghi công giúp đỡ gia đình, các thương binh, người tàn phế, gia đình có công với cách mạng để họ có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn mức sống bình thường chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đó không phải là ngày đàn ông, đàn bà gì ở đây. Bài viết của Huy Hoàng Trần Chỉ với phát biểu rằng Quan điểm của tôi là khi chúng ta có ngày tôn vinh phụ nữ thì cũng nên dành một ngày để tôn vinh đàn ông. Trên thế giới đã có rất nhiều nước có ngày này. Việt Nam vẫn chưa có. Đây cũng là tâm nguyện của tôi ấp ủ bấy lâu nay dưới góc độ bình đẳng giới xin đề nghị có ngày nghỉ là ngày đàn ông hoặc ngày của cha, như thế sẽ rất ý nghĩa. Vì đại biểu quốc hội này có thể nói không xứng đáng là đại biểu của dân vì dân. Bởi hơn 100 năm dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam không có tổ quốc, chỉ là dân nô lệ, bị áp bức bóc lột, ngu dân và chết chóc. Bác Hồ, sau 30 năm ra nước ngoài tìm đường cứu nước từ 1911 đến 1941 đã đến với chủ nghĩa Mark Lenin, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức cách mạng của Đảng lãnh đạo nhân dân đánh đuổi đế quốc, phong kiến giành độc lập dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Hàng triệu người con ưu tú, các thế hệ người dân Việt Nam đã ngã xuống, máu xương của họ góp phần làm nên hòa bình, độc lập dân tộc và tự do của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định Ngày 27 tháng 7 là ngày tri ân hiếu nghĩa với những người con ưu tú vì nước vì dân mà phải hy sinh, bị thương tật. Đảng, nhà nước phải có trách nhiệm đền đáp công ơn của họ. Tổ quốc ghi công giúp đỡ gia đình các thương binh, người tàn phế, gia đình có công với cách mạng để họ có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn mức sống bình thường. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Các vua hùng đã có công dựng nước, mắt cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước." chiến lược xây dựng đất nước gắn với chiến lược bảo vệ tổ quốc đó không phải là ngày đàn ông đàn bà gì ở đây